Trời ơi, đang hàng cũng cháy quá trời. Quý vị bạn thân mến, hôm nay trở lại quán Tấm Tấm Lễ Trọng. Nhiều cơm. Hàng cơm cháy quá. Ăn ẩm thực thịt Tây Nguyên cao nguyên nhiều quá rồi, ngán rồi, giờ chuyển về kiếm Tấm Tấm. Hết cháy rồi. Hết cháy hả? Rồi vậy thôi đặt đi. Còn mấy nữa. Ở trong miếng đỡ gì luôn, à, nửa tiếng thôi con. À nửa tiếng nữa hả? Thôi, 58% đúng không? Đúng rồi. Đó. Thôi còn như giúp đỡ đi. Này có 22. Rồi chanh bị chả nha. Chanh bị chả với trứng kho đi. Rồi 42. Đó là lần này. Tham gia luôn hả? Ồ, bốc độ vậy. Cho ngồi cái bàn đó. Dạ. Đúng rồi, con lông em. Ồ. Cảm ơn. Con cũng coi kênh chú nhiều lắm. Thôi có phe, có phe còn kế phe chú đi chơi luôn. Ô anh. Dạ. Dạ. Con không biết cái quán này nhờ chú á. Ô thiệt hả? Dạ đúng rồi. Ôi trời ơi. Con thấy chú review hay quá nên tâm con đi ăn cho bằng được á. Rất ngon đúng không? Dạ đúng rồi, rất là ngon. Anh tình cờ nên là mới đi bất cười á. Đây thèm cơm Tấm quá thôi phá lệ, không đi quán mới đi tìm một quán cũ. Cơm Tấm ăn rồi ăn cơm cháy đây mới ngon. Dạ đây có cơm cháy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Anh mình xin thêm mớ hành nữa anh. Thèm cơm cháy đúng rồi. Dám thêm chén mớ hành đi chị. Rồi có khi mình ăn xong rồi là bạn Hoàng sẽ có cơm cháy, sẽ có cơm cháy luôn á nha. Ờ, đúng cơm cháy đây mới ngon. Cơm cháy đây là phát luôn. Cơm cháy là má phát luôn. 10 giờ mấy là cơm cháy còn ngon nữa. Dạ hả? Dạ. Ồ vậy mốt ra đây ăn cháy không? Ăn cơm cháy không à? Dạ. Đâm đâm. Đập đập vào quan đào chụp chụp. Tao luôn biết quan đào luôn, làm đúng quá. Hai tay hai máy luôn. 3 2 1. Rồi ok. Dạ. Cảm ơn quan đào nha. Rồi cảm ơn quan đào luôn. Một fan, một khán giả yêu thương của Call of Man. Tình cờ chúc Call of Man rồi ăn ngon nha. Cần bếp lên làm hả? Dạ. Dạ con làm đâu? Dạ con làm trên quận 7 lần. Trời ơi sao vậy? Dạ mà nghe cái quán này của chú ngon quá là phải. Con ăn đây cũng thường lắm. Dạ. Sáng là con phải ghé này nha. Rồi. Con cũng thấy chú review nhiều quán nữa. Mà mấy cái quán này giống như là lề đường á, con thích ăn giống vậy. Ừ mình vậy dạ. Mà dân lề đường. Dạ, dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Vui vẻ nè con. Dạ. Chào anh. Em ở nhà, em gia đình em con cái ai cũng mến mộ anh hết. Cái nội mà đứa nhỏ mà nó 5 tuổi, 2 tuổi nó mở lên nó nói men men ba men. Rồi cái nó thành quan tâm quan tâm nè. Chụp tấm hình đi để về khoe với bà xã với con nha. Dạ, em chụp nha.
Anh ở gần đây hả anh? Dạ em bên Gò Vấp anh. Ồ, Gò Vấp chạy qua đây ăn. Dạ đi đi làm bên điện cũ nè. Cũng qua đây ăn cơm. Em nhờ nhờ. Dạ dạ. Dạ rồi, dạ rồi, anh vô. Rồi, 3, 2, 1. Dạ rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, 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 rồi. Tôi gửi lại thăm bà xã mấy đứa nhỏ nha. Dạ. Vui quá, thiệt sự luôn ở đây rồi. Tưởng là không có gì để kể cho mọi người là cuối cùng cũng gặp được hai khán giả thân yêu. Mà vui lắm mà không đi từ quận 7, đi làm quận 7 mà ghé lại ủng hộ. Tại vì thấy chú ăn ở đây nên review đây. Ngon quá, tôi ăn. Đó là hạnh phúc lớn nhất của mình. Mở hành. Bữa này phải dẫn bóp dân cơm tấm lại. Nó còn dài quá. Thành thật xin mọi người là yêu thương thông cảm cho Clement nha. Đó. Nhiều lúc thèm gì ăn đó. Thật sự luôn á. Mình mọi người biết là mình thèm có mấy món à. Cơm tấm, bún bò, phở. Là ba cái món coi như là mình thèm nhất. Nên nhưng mà vì khán giả thân yêu là phải đi khắp nơi hết. Trên thực tế mình chỉ thích đúng ba món đó thôi đó. Đây. Cơm cháy ở quán Anh Lễ này mới là ngon. Ở đây là số 113 đường Hoàng Sa của Bình Thạnh nha. Thì ở đây là số 113 không? 13 rồi. Quận Bình Thạnh hay quận Đồn hả? Ủa, rất là nói được chỉ sai. Trời ơi, may quá nãy còn được làm được vài miếng cháy luộn buồn. Dạ em chào anh. Sao ghé chỗ đài đi chứ đâu lắm không ghé chỗ đài là sao? Dạ. Chỗ đài chơi với ông Ngoan giờ vẫn còn làm á. Dạ dạ anh. Dạ 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 em chào anh nha. Cái này là bảo vệ. Bảo vệ là tài xế của đại hình thành phố Hồ Chí Minh đó. Đồng nghiệp của mình năm xưa. Quá. Cuộc đời không sung sướng gì bằng thèm gì ăn đó. Trứng kho ở đây á, nó không có, mình nhìn mình tưởng không thấm đúng không? Trên thực tế rất là thấm. Cái màu nó chỉ có cái màu nó không có nâu vàng giống như kia thôi. Nhưng mà nó rất là thấm. Chắc phải nhờ Hoàng Đào vô lại chút xíu đang tiếp tục chờ cơm chảy.
anh ăn thêm muỗng với anh. Đẹp ha. Dạ. Ồ, nước mắm đã ra rồi. Tùy ra những cái sườn không. Nó mở vô không? Thấy có ông chủ quán là dễ thương nào, thấy mình thèm cơm cháy là cung về nhà. Rồi giới cho anh thêm một giờ dĩa cơm cháy cái đó hả hai, cho bạn coi phim luôn nha. Rồi cái này ăn nó hết nhanh lắm. Ừ. Này cho, cho bạn nó dĩa nhỏ giống vậy luôn, đúng rồi. Cái này có ai thêm gì không hai? Đi bạn khách sạn rồi, ok anh cho miếng chả nó đi. Cho bạn này dĩa giống vậy nha. Qua luôn, qua luôn. Xuất sắc. Đẹp quá. Chụp, chụp đúng cái dĩa này. A beauty shop. Bảo vệ công của đài truyền hình nói mình ăn ở đây đúng là phải cơm cháy ở đây là số 1. Các bạn nhớ nha, tới đây ăn là cố gắng tranh thủ gọi một dĩa cơm cháy nhỏ giống nè, ăn thêm. Tiếp tục giờ phải đơn giản ăn vậy thôi là ăn ngon rồi.
đó. Riêng đã trả ở đây cũng rất, nhìn cái màu là thấy rất sắc rồi, hấp dẫn từ màu sắc cho đến nội dung. Đây thật là vui, quay lại quán năm xưa. Quán này mình nhớ chắc mình review cái đây cũng phải mấy tháng rồi, có lẽ là 4-5 tháng rồi đó, hay là 6 tháng không nhớ nữa, chắc cỡ cũng 5-6 tháng đó. Quán này mình review cái đây cỡ 5-6 tháng rồi đó nha mọi người. Đây. Đối diện với dòng kênh Như Lộc, hướng đi ra quận nhất, số 113 đường Hoàng Sa, quận nhất, có một cái quán cơm tấm chỉ bán buổi sáng thôi, quanh lễ mà mình hay gọi vui là cơm tấm lễ trọng. Mình xuống anh ấy mở chi nhánh, không biết anh ấy đã mở được chi nhánh nào lên chưa. Cơm tấm ở đây ăn rất là vừa và đặc biệt mọi người đừng quên cơm cháy. Đó. Theo như nãy cái chị chủ chị nói, cơm cháy là 10 giờ rưỡi nó đi cơm cháy còn ngon nữa. Và cơm cháy này không phải là cái cơm cháy mà chúng ta vẫn thường ăn cơm cháy khô cá dứa ở trong cái quán mà họ chế biến đâu. Mà cái cơm cháy này là trong cái nồi cơm tấm mà lấy ra, cho nên nó khác được vô cùng, thơm ngon vô cùng. Giờ Calamet chào tạm biệt quý vị và các bạn nha. Cơm tấm để trọng 113 đường Hoàng Sa nhất. Chào.